Và một lần nữa một tràng pháo tay để chúng ta cùng nhau chào đón hai lá đại kỳ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Việt Nam muôn đêm! Việt Nam muôn đêm! Việt Nam muôn đêm! Tiếp theo là đoàn lân Quang Trung. Và thưa quý vị, trong năm nay với chủ đề Hai Bà Trưng, trong đoàn diễn hành của chúng ta cùng với các đại diện cho các triều đại Đinh Lê Lý Trần, một lần nữa nổi lên tinh thần bất khuất của người Việt trước họa ngoại xâm, Việt nước trước Việt nhà, dù phận quần hồng vẫn thay chồng đánh giặc. Ý chí kiên cường chống giặc ngoại xâm đã vượt lên trên lề thói xã hội cách đây gần 200 năm, khi địa vị của người phụ nữ trong xã hội được gắn liền với câu sức giá tòng phu, phu tử tòng tử. Bà Trưng quê ở Châu Phong, giận loài than bạo thù chồng chẳng quên. Chị em nặng một lời nguyền, phất cờ nương tử thay quyền tướng quân. Ngàn tay nỗi ánh phong trần, âm ầm binh mã tới gần Long Biên. Hồng quần nhẹ bước trinh yên, đuổi ngay Tô Định dẹp yên kinh thành. Trong trang phục của hai bà Trưng là hai người nữ của cộng đồng người Việt của chúng ta, Hoa hậu Phu Nhân Thành Đạt Di Ái Hồng Sâm và Hoa hậu Hoa Khôi Liên Trường của Tổng hội Sinh viên miền Nam California, trong hai vai Trưng Chắc và Trưng Nhị đại diện cho hai bà Trưng. Tiếp theo là các em của vũ đoàn Việt Cộng, sau đó là phần tham dự của thành viên của ban tổ chức cùng với đại diện của hội anh hùng và câu lạc bộ Hồng Chữ Việt và các học sinh các trường trung học, đặc biệt là trường trung học Westminster, một tràng pháo tay để chào đón Grand Marshal. Xin mời hai nữ tướng tiếp góp tiếp bước. Cháu ra ngoài đường ở chỗ mấy ông được police đứng thẳng ra đó. Đoàn diễn hành kế tiếp là của ban tổ chức diễn hành Tết năm nay, các thành viên cùng với một lần nữa các thành viên của câu lạc bộ Hùng Sử Việt, của hội đền hùng, trong các trang phục đại diện cho các đời Đinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn và các thành viên đi theo sau là các anh chị trong ban tổ chức diễn hành Tết Xuân Mừng Xuân Đinh Dậu 2017. Chúng tôi nhìn thấy có kỹ sư Tạ Trung, có ca sĩ Ý Nhi, có anh Lê Quang Dận, ông bà Phát Bùi, chị Mai Ly, anh Minh Nguyệt, chị Lan, chị Hoa, chị Thanh Thủ Quỷ, anh Tú, Alan Ford, Alan Ford của ban tài chính, những người đã làm việc rất đắc lực trong thời gian vừa qua, và các em trong bộ đồng phục thật đẹp, các em học sinh của trường trung học Westminster giơ cao ngọn cờ Việt Nam Cộng Hòa.
tiến về khán đài là hội đền Hùng cùng với câu lạc bộ Hùng Sử Việt. Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, tuyệt nhiên định phận tại Thiên Thư, như Hà Nghịch Lỗ Lai Xâm Phạm, những đẳng hành thang Vũ Bài Thư. Và sau đây là phái đoàn của các cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúc mừng mời quý vị và quý vị đã hiện diện ở nơi đây, cũng như để quý vị đã coi truyền hình ở nhà. Chúc quý vị tiến tới trước khán đài là đoàn lữ hậu kỳ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và các thành viên của Liên đội của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Sau đoàn lữ hậu kỳ là Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Hải quân được thành lập từ năm 1952 và phát triển tới cho tới ngày 30 tháng 4 và năm với quân số là 42.000 quân nhân và 1.400 chiến hạm đủ loại. Vị tướng lệnh cuối cùng là Phó Tư lệnh Trung Tấn Cang. The Republic of Vietnam Navy was established in 1952 and served by more than 2,000 men and women, with roughly 1,400 ship craft warfare vessels. The last commander in chief is Admiral Trung Tấn Cang. Không quân Việt Nam Cộng Hòa được thành lập từ năm 1955 và phát triển cho tới ngày 30 tháng 4 năm 1975 với quân số là 65.000 người và 2.100 các phi cơ đủ loại. Vị tư lệnh cuối cùng là Trung tướng Trần Văn Minh. The Republic of Vietnam Air Force was established in 1952 and the last commander-in-chief is Lieutenant General Trần Văn Minh. Ngày dù được thành lập từ năm 1955 với cấp liên đoàn và năm 1965 phát triển thành sư đoàn, quân số khoảng 15 người. Thủy quân lục chiến được thành lập từ năm 1954 với cấp binh đoàn và tới 1968 trở thành sư đoàn với quân số khoảng 15.000 chiến binh. Biệt động quân được thành lập trong 1960 với cấp bậc với quân số là 2 sư đoàn và khoảng 30.000 quân số. Quân cảnh được thành lập từ năm 1954 và người chỉ huy cuối cùng là Đại tá Nguyễn Văn Kinh. Cảnh sát quốc gia, lực lượng bắn quân sự được thành lập từ năm 1940 và quân số cảnh sát phục vụ trong chính thể Việt Nam Cộng Hòa là 130.000 cảnh sát. Nữ quân nhân được thành lập từ năm 1952, trường võ bị Đà Lạt được thành lập từ năm 1948, nơi đào tạo và cung cấp cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa 6.000 sĩ quan hình sự. Quân trường Đồng Đế Nha Trang được thành lập từ năm 1955 và đã đào tạo 12.000 sĩ quan, 20.000 sĩ quan cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, đi trước quý vị là đoàn xe hoa của Không quân Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị thấy đi đầu có một chiếc F-5 và chiếc F-5 được trang bị những quả bom 500 pao cũng như những loại phaser bom và có hai cái hỏa điện không là Sign Wonder. Và tiếp theo là tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại được thành lập sau đại hội toàn quân năm 2003 với 6 trung tâm điều hợp và điều hành bởi hội đồng đại diện, hội đồng chấp hành, hội đồng tư vấn và hội đồng điều hành. Tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa gồm có 6 trung tâm điều hành ở trong nội địa Hoa Kỳ và một đặc khu ở Hạ Uyghur, một trung tâm điều hành ở Australia, một trung tâm điều hành ở Canada và một trung tâm điều hành ở Âu Châu. Tiếp đến trước khán đài là nhà kỹ thuật. Kính thưa quý vị đồng hương, nhà kỹ thuật là một danh xưng vỏ bọc cho một đơn vị tình báo chiến lược và chiến thuật trực thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, được thành lập từ năm 1965, gồm 4 đơn vị tác chiến nòng cốt: Sở Liên lạc, Sở Phòng vệ Dân hải, Sở Công nghiệp và Sở Công tác.
Right in front of the stress is the strategic technical directorate is accounted for in it of United States Special Operation in the unconventional warfare in Vietnam. Established in 1965, including four warfare units, liaison services, coastal security services, air support services, and special mission operations. Thưa quý vị, sau các kỹ thuật đó là đoàn xe của tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Hoa. Tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Hoa là một thành phần bao gồm tất cả các quân nhân cảnh sát quốc gia, bán quân sự và hậu duệ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi đã giới thiệu trước với quý vị là đã điều hành bởi 6 trung tâm điều hợp ở nội địa Hoa Kỳ, một đặc khu ở UZ và một trung tâm ở Canada, một trung tâm ở Úc Châu và một trung tâm ở Âu Châu. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn ban tổ chức đã cho những người lính già của chúng tôi được đi biểu diễn trước mặt quý vị. Và thưa quý vị, tất cả chúng tôi số đông không đi bộ được vì như quý vị biết chúng tôi là người lính già đi bộ quá lâu không được, nên đa số đều cố chọn chỗ trên xe jeep để đi ngang trên các đà. Xin cảm ơn toàn thể quý vị. Và thưa quý vị, tiếp theo đây là đoàn xe của thành phố Westminster dẫn đầu là nghị viên Chí Tạ cùng phu nhân và con. Chúng ta có nghị viên thành phố Westminster. Welcome to the parade, Council Member Sergio Contreras. Make some one more noise. Make it loud. Yes. City Council again, Sergio Contreras walking right now. Do I see a yellow envelope, Sergio? Thank you so much. Happy New Year. Alrighty. And now we have Kimberly Ho, Westminster City Council, joining her today on the convertible her son. We are celebrating Westminster's 60th anniversary. What do we have on the card there? Is that a year of chicken or a year of rooster? A year of rooster, huh? Year of rooster! Alrighty. Happy New Year! McGovern Community School is once again proud to present to you their marching band, marching orchestra, banners, and imperial team, leading by director Lonnie Beisel. This orchestra is one of the few marching orchestra in the United States. Dressed in the traditional Vietnamese outfit, the orchestra sustained consistently the high score in performance. The Vandalize and Dreams team are showing for the first time their new umbrella letters and routines. The band, Current Tell Strong, is led by drum major Daniel Vasquez. They also received the highest score as they perform for various events. The band is 100 strong. Matching with McCarvin today is their the principal named Danny Vat, Vice President
I'd like to see the principal Danny Pham of McKevin. Yes, Danny Pham. My principal is Dennis Kirkman. We have a band of special auxiliary lectures. There she is. Is that Danny Pham? Is that the principal? Yeah. Thank you for joining us. Going behind the orchestra band is the principal of McGavin Intermediate School, Manny Pham. Và tiếp theo sau là trường bộ binh Thủ Đức, Infantry Academy of Thủ Đức. Ông mới tập đi. Và tiếp theo sau là đoàn hậu vệ của khóa 5 sĩ quan Thủ Đức. Trên 12 năm nay do bác sĩ Kim Lai điều hành và đảm trách. Năm nào trung tâm thẩm mỹ của bác sĩ Kim Lai cũng đều support và tham dự diễn hành rất là nhiệt tình. Dạ vâng, và theo sau chiếc xe của bác sĩ Kim Lai, đỡ tôi hoa nhìn cứ như là cái cô hoa hậu từ Hawaii tới vậy đó. Cô nào cũng rạng rỡ trong buổi sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, các cô nurse ở đây nhìn rất là đẹp. Và đến từ quân đội Mỹ, Lan Xuân. Dạ vâng. Và chúc mừng năm mới đến các cô y tá, các medical assistant. Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, Việt Nam Reform Party được thành lập từ năm 1982. Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng gọi tắt là Việt Tân là một tổ chức đấu tranh với chủ trương khai dựng sức mạnh của dân tộc Việt Nam
áp dụng phương thức đấu tranh bất bạo động để giải thể chế độ độc tài cộng sản, tạo điều kiện cho công cuộc canh tranh đất nước. Năm nay chủ đề xe hoa đảo Việt Tân hướng về ám họa Formosa đang là mối đe dọa nghiêm trọng đối với môi trường và chủ quyền Việt Nam. Từ ngàn năm qua, người dân Việt Nam đã sống an lành, ấm no với cơm cá, với biển quê hương. Ngày nay, cộng sản Việt Nam và Formosa đã tương lai của đồng bào quốc nội, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ trách nhiệm và cùng đấu tranh đòi Formosa rút khỏi Việt Nam và hội đồng sản Việt Nam và Formosa trả lại chiến tranh cho người dân. No more Formosa. Tiếp đến là đoàn diễn hành xe hoa của Tổng hội Phát triển Võ thuật Thế giới. Tổng hội Phát triển Võ thuật Thế giới là một tổ chức bất thụ lợi được thành lập từ năm 1993. Quy tụ trên 30 quốc phái toàn thế giới, trụ sở chính ở tại Orange County, California. Mục đích là để phối hợp cùng với các môn phái võ đường hầu đào tạo những lớp trẻ về đức, trí, thể, giúp cho các em sau này trở thành những công dân hữu ích cho xã hội. Và thưa quý vị, tiếp theo sau đó là võ đường Sa Long Cương, Tiên Long Võ Đạo Bình Định, được thành lập trên 30 năm tại Orange County, California, do võ sư trưởng môn Song Yến Phi, cao đồ của cố sư trưởng Trương Thanh Đăng, sáng tổ hệ phái Sa Long Cương tại Việt Nam vào năm 1964.
có xe, không có kia. Chúc mừng năm mới, everyone nha. Yeah. Everyone. Gotta go. Yeah.